Xin chào, tôi là Ben. Time to eat pho. Please come to join me. Very good. Nice and fresh, cooked by my darling. Beautiful. Truc Le Nong, beautiful. My darling is a beautiful cook. Make lovely pho. Enjoy. So we have to move them. I want you to. Hot. It's hot to hear that. Here. Thank you, darling. Yep. Sorry cả nhà nha, tại vì ông xã mình, anh mới học ăn phở đó cả nhà. Có gì cả nhà thông cảm nha. Chưa có biết rành ăn cách ăn của mình, cho nên có gì thì cả nhà cứ thông cảm giùm nha. Ok. Righto. Yeah. So I can back see what again. You eat. Yeah. Thank you. Truc Le Nong. Rất là ngon. You have to say phở bò. You say phở bò. Phở bò. Yes. The white one we call bánh phở. The white sắp bánh phở. Bánh phở. Yes. And giá. Giá. Rau quế. Rau quế. Hành trắng. Hành trắng. Yeah. And thịt bò. Bò. Thịt bò. Thịt bò. Thịt bò. Ok, thank you darling. Mình dạy ông xã nói tiếng Việt nha cả nhà. Hàng ngày mình dạy mỗi ngày một vài tiếng. Rồi để anh nhớ. Tương ngọt. Tương ngọt. Can you say? Tương ngọt. Tương ngọt. Tương ngọt. Tương ngọt. Yes. Yeah. Trong đó mình tương ngọt mình bỏ chanh, bỏ ớt đi nha cả nhà. You have to use spoon to taste the soup. That's the way. One in Vietnam we eat one hand hold spoon, one hand hold the chopstick. We eat together soup and noodle. Yeah. That's the way. That's real Vietnamese eating. Yeah. Beautiful. Thank you. Bánh khen ngon.
Mình nấu thì cũng được thôi cả nhà ơi. Nấu theo kiểu cây nhà lá vườn, cả nhà có gì mình nấu đó. Thịt bò thì mình mua về, mì thì xin lỗi là kiểu như là bánh phở thì mình mua trong tiệm ở Việt Nam mình nhập qua đây nè. Gia vị thì nó cũng có bán, mình về mình chế biến theo cái công thức The sẵn có best. thôi. Thank you. Anh ấy nấu rất là ngon, tốt nhất. Làm sao tốt, có nhiều người còn nấu ngon hơn mình nữa mà. Tại vì nhưng người Tây người ta ăn uống dễ lắm. Mình nấu dở người ta cũng không biết nữa cả nhà ơi. Không sao. Nhưng mà Tiên nấu thì Tiên cũng mình chú tâm á, mình bỏ cái trái tim mình vô mình nấu cái đồ ăn thì đồ ăn rất là ngon theo như mình biết. Mình cố gắng mình nấu theo cái đúng nó liều lượng sạch sẽ thì đồ ăn nó rất là healthy, có sức khỏe cả nhà. Mình mua xương bò là không có mỡ nha, xương không có mỡ nó rất là ngon, mình vớt mỡ ra hết. Tại vì nếu như mình cứ ăn phở mà có mỡ nhiều thì sẽ rất là hại cho sức khỏe mình, lâu ngày vài tháng sẽ bị mỡ trong máu. Mà khi mà mỡ trong máu thì nó sẽ bao tim mình, rồi mình bị bệnh tim, rất là nguy hiểm, dễ gần gần và cận gần đến đột quỵ nếu mà mình không có giữ gìn sức khỏe. Ăn mỡ nhiều quá rất là nguy hiểm. Đường cũng vậy, muối cũng vậy, mình ăn thì mình cũng giảm theo đúng cái liều lượng thôi. Ăn ít mà nó chắc chắn. Cả nhà có khỏe không? Ông xã mình ăn mình nói chuyện nha. Tại vì ảnh không nói hết được tiếng Việt thì mình phải nói tiếng Việt để cho cả nhà hiểu á. Thông cảm giùm mình nha. Get more soup then. Amazing. Yeah, get more soup. We have to put the soup have to on the top of the veggie and meat so they absorb more nicer. Yep. Yeah. And you can get up and have a soup. Oh, good. Oh, so good, so good. It really is lovely. You should be here enjoying this soup. Anh nói rất We là invite ngon, you. mình thông dịch ra nha cả nhà, anh nói là nấu phở rất ngon. Hy vọng cả nhà có ai mà rảnh thì tới ăn với mình chắc vui lắm. Thì tụi mình mà có được cái món ăn nào ngon thì mình thích được chia sẻ với mọi người á. Nếu như được mọi người cùng ngồi ăn thì hạnh phúc đến chừng nào. Thì cả nhà ơi, năm mới chắc là cả nhà bận rộn lắm, ai cũng vậy, có người thì trở lại làm công việc, có người thì phải lo thu dọn hành lý hành trang để chuẩn bị lên đường làm việc tiếp. Qua một năm bận rộn thì cả nhà có khỏe không? Hy vọng hy vọng cả nhà không có quá mệt mỏi phải không? Put a little lemon on. Ok, good. You dip the beef with the sauce. That's what I did. Yes, with lemon together in the sauce, very more tasty. Lovely. Yes, Yep. Absolutely that's the beautiful. way. Good. Just the best. Ngồi ăn phở bữa nay nhưng mà cũng hơi hồi hộp cả nhà ơi. Lý do là sao hồi hộp? Tại vì mình nghe tin tức thời sự nói là sắp tới, là trong tuần tới đó, là có thể có những cơn bão đi qua rất là lớn. Mình cũng hơi lo, tại vì mình bị cái cây nó đè lên cái nhà đó thì cũng ảnh hưởng rồi. Nhưng mà hên là mình không có bị chết người, nhưng bảo hiểm nó đền hết cả nhà ơi. Bão lớn tới nữa thì mình cầu nguyện ơn trên trời Phật để cho bão nó không có quá lớn, nó qua nhẹ thôi để mọi người an toàn, nhà cửa không có sập đổ. Thì hy vọng cho không phải riêng mình mà cho tất cả mọi người luôn, đừng có ai gặp nạn gì bão tốt nha cả nhà. Thank Amazing. you. Ngồi ăn mà cứ khen hoài.
Cảm ơn nhiều nha ông xã. Amazing. Rất là thích đồ ăn Việt Nam. You love phở, are you? Love phở. Yes. Really good. Very lovely. Ok cả nhà ơi, thì video đã khá dài rồi, thì mình sẽ tạm dừng ở nơi đây. Chúc cả nhà có một buổi tối an lành hạnh phúc, ăn phở với mình nha. Và chia sẻ kênh, đăng ký kênh và like cho mình, để mình có nhiều người biết đến. Cái ước mơ của mình làm sao kênh mình phát triển thì mình kênh được bật kiếm tiền, rồi mình sẽ kinh doanh những cái món hàng nào về sức khỏe cho cả nhà, rồi mình dùng cái tiền mà mình kinh doanh đó mình làm từ thiện, mình giúp những người cùng khổ hơn mình. Tại vì không phải ở Việt Nam mà nhiều nơi lắm, có rất là nhiều người đang khổ và cần sự giúp đỡ của cộng đồng, của những mạnh thường quân. Thì để chia sẻ yêu thương thì mình, ước mơ của mình lâu lắm rồi, và mình cũng đã làm nhiều lắm rồi, mình không có nói. Nhưng mà tại vì mình làm kênh YouTube thì mình phải chia sẻ. Ước mơ lớn nhất trong đời mình, làm sao để kiếm tiền để giúp được những người khó khăn, hoàn cảnh neo đơn hơn mình nha cả nhà. Chúc cả nhà có buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Và tạm biệt nơi đây nha. Darling say bye bye to everyone. Tạm biệt. Tôi yêu Việt Nam. Anh ơi, anh tạm biệt mọi người. Anh rất là yêu Việt Nam. Và yeah. Do you love Vietnamese people too? I love all the Vietnamese people. Và anh yêu tất cả người Việt trong nước và ở hải ngoại nha. Tạm biệt. Bye bye. Tạm biệt. Bye bye. We love you. Bye. Love you. Bye.